Mọi người lưu ý, hiện tại có một shop đang giả mạo shop coiocthieuchinhoai.com. Thì shop đó giả mạo rất là giống shop mình luôn. Nên là mọi người lưu ý rằng là không click quảng cáo trên Google, không click quảng cáo trên YouTube. Hãy click vào bất kỳ video nào của coiocthieu957, sau đó là kéo xuống dưới. Bên dưới có phần mô tả của video, ở đó có hai shop của mình. Mọi người lưu ý cẩn thận giả mạo lừa đảo vỡ mồm. Mọi người đang có mặt tại kênh YouTube coiocthieu957, hội những người chăm ngoan học giỏi chơi ngọc rồng. Thì đợt trước clip gần nhất thì mình đã cho mọi người thấy đó là một thanh niên học rất là giỏi, điểm toàn 19.80. Và ngay hôm nay cũng không thua kém gì bạn trước đó. Vâng, xin giới thiệu bạn Đào Hải Linh, sinh năm 2002, một học sinh giỏi toán toàn diện luôn. Và hiện tại bạn ấy đang học Đại học Quốc gia Hà Nội và thi đại học một toán 9.8. Mình xin nhắc lại là 9.8 toán, hoàn toàn là sự thật, có giấy tờ đàng hoàng, chứng chỉ đàng hoàng. Và đồng thời là khi học cấp 3 thì bạn ấy được giải 3 cấp tỉnh về môn toán, rất giỏi luôn. Đây là một trong những người mà mình cảm giác rằng chưa bao giờ mình thấy được một người giỏi toán đến như vậy. Tuy nhiên là bù lại đó là đây là chính là cái giấy tờ mà học sinh giỏi toán toàn diện của bạn ấy, đạt giải 3 cấp tỉnh môn toán. Trời ơi, không thể nói được gì nữa rồi. Một người chơi ngọc rồng không ngờ lại có người giỏi như thế này. Còn ai giỏi hơn không ạ? Làm gì có, hiếm lắm à nha. Hiện tại kênh của mình là có 50.000 lượt xem khi xem clip này. Nhưng mà hiếm ai giỏi được như bạn này mà chơi ngọc rồng lại là ác VIP nữa nha. Và đây chính là cái giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đó là điểm toán là 9.8. Vâng, rất là giỏi luôn. Ngữ văn 6.7, ngoại ngữ. E rằng bạn này học tiếng Anh hơi non, đề nghị là phải bổ sung thêm tiếng Anh. Nếu như mà ngu tiếng Anh quá thì liên hệ clip trước, gặp bạn trước. Đó, clip trước là có một bạn học tiếng Anh rất giỏi, 9 chấm mấy luôn. Thì bạn này tiếng Anh chỉ có 5.2 thôi. Nhưng mà được cái là giỏi toán, học sinh giỏi toán toàn diện cấp 3 tỉnh cơ mà. Má cấp 3 tỉnh. Bây giờ nhá, tao đã là người không chỉ quen những thằng VIP ở trên ngọc rồng, tao còn quen một thằng giỏi toán giải 3 cấp tỉnh. Bọn mày sợ chưa? Đấy, không phải là thằng coi học ngu mà không quen được những thằng học giỏi đâu. Giỡn hoài. Và đây chính là giấy triệu tập sinh viên trường đại học kỹ thuật của bạn ấy. Vâng, phải nói rất là ngầu luôn. Và Đại học Quốc gia Hà Nội nhá, không phải giỡn đâu nha. Vâng, phải nói rằng một tấm gương học rất giỏi. Và đồng thời không những học giỏi, ác của bạn ấy còn rất là VIP tại server 2. Đến bây giờ là bạn ấy là một trong những người VIP nhất tại server 2 nói với xây ra. Vâng, 9.8 điểm thi đại học thì mọi người hiểu rồi. Thi đại học mà không hiểu sao nó 9.8 toán được. Chắc nó chỉ sai ở đâu đó là bị 0.2 sai ở đâu đó mới không được điểm tuyệt đối thôi. Quá kinh khủng. Và bây giờ chúng ta tới với lại combo ạc của bạn đó. Mà tại vì sao được lên kênh Còi Ốc Tiêu? Combo ạc cực kỳ khủng. Mình đang tự hỏi bản thân rằng là tại vì sao nó thi toán vào đại học mà được 9.8 được nhỉ? Dạ vâng, là 9.8 nhé mọi người. 9.8 chứ, tức là nãy giờ mình tưởng tượng, tức là nó chỉ sai một tí luôn á. Mình trong cuộc đời của mình nói thật với mọi người là chưa bao giờ mình học, mình gặp người nào mà học giỏi toán đến vậy luôn á. 9.8 mà trời, nói bị liệu luôn trời. Ghê thật, quá kinh khủng. Thôi chúng ta tập trung vào chuyên mục, dù sao đây cũng là kênh Ngọc Rồng, không phải là kênh chăm ngoan học giỏi quá nhiều. Phải không ạ? Hôm sau mình sẽ làm một clip về thanh niên học hơi bị dốt mà ác vẫn cùi. Chắc hôm sau phải làm một số thanh niên học ngu nhưng mà ác vẫn VIP. Mất công. Mà mình đang tưởng tượng là tại vì sao ác nó VIP như vậy. Tức là nó chơi game rất nhiều, mà tại vì sao mà nó vẫn học giỏi ạ? Thật là khó hiểu ở cái cuộc đời này, chuyện gì có thể xảy ra được. Mà ác của nó luôn nha. Đào Hải Linh 2K2 đại học rồi, 9.8. Đéo hiểu luôn. Thôi, trước mắt chúng ta đó chính là S2 chúng coi, một trong những siêu phẩm của Đào Hải Linh sinh năm 2K2. Đó là Đại học Quốc gia Hà Nội thi toán 9.8 ạ. Vâng, S2 chúng coi này là một trong những idol ngọc rồng đen của server 2. Biết tới server 2, chơi nhiều sẽ biết tới S2 Dũng Còi. Một trong những người mà có hai quần hủy diệt, có quần hủy diệt 202, VIP nhất server 2, không VIP nhất 9 server. Nhưng mà ở server 2 một cái quần như thế này là quá khó để có được, mà chỉ có trái đất mới có được thôi. Vâng, S2 Dũng Còi có điều đó. Và đây chính là ba siêu phẩm tại server 2. Bạn này chơi hai server. Ba siêu phẩm tại server 2 gồm S2 Dũng Còi và idol Ngọc Rồng Đen, cũng là một arc rất VIP. Mình cũng biết được mấy arc này rồi nhưng mà chưa bao giờ được review anh em. Và đây chính là Boy nhà nghèo, nhưng mà không ghi được thì nó ghi số 5, Boy nhà nghèo anh em nhá. Thì arc đầu tiên đó là S2 Dũng Còi, chúng ta có được áo Goku 3500. Wow. Và quần 202 3500 HP, rất đẹp luôn. Găng thần linh 3500 HP, giày 35 và radar 3500 HP ạ. Vâng, và bây giờ đó chính là
cái áo thân xây ra 3500, quần 183 ngang với cả chặt còi 3500. Ôi, nở lỗ mũi quá, mình quen được nhiều đứa VIP quá anh em ạ. VIP hay không, nó còn học giỏi nữa anh em. 7+1, găng 7+1, ạc VIP mà còn học giỏi. Mình chưa tưởng tượng ra được rằng cái thằng này nó như thế nào. Ngoài đời không biết, chắc nhìn nó kiểu đần đần không ta. Kiểu mấy thằng học giỏi hay bị đần đần á. Mà học giỏi đần đần rồi, mình chơi game cũng đần đần nữa. Thôi, đồ má đừng có tưởng tượng á. Giày thần 35 và radar 3500. Và đồng thời đó chúng ta có đó là một cái giáo luyện tập 3500. Đây là cái ạc mà 22.9 HP anh em. Không có set nắp pan mà 22.9 HP. Ngang với mấy cái thằng mà set nắp pan cũng 6 sao rồi á. Mà kinh dị chứ. Nội tại 54 khiêng. Đây là F2 dũng còi. Một cái ạc mà có quần hủy diệt VIP nhất xem 2 202k. Và chúng ta tới cái ạc thứ hai và ạc S2 dũng còi, mình xin nhắc lại là 27 sao toàn bộ luôn, giá 7 sao, không còn gì để đầu tư nữa, chỉ chơi thôi nhá. Nội tại cũng gần mát rồi, ạc này chỉ chơi thôi, không đầu tư nữa rồi. Và thứ hai đó là idol ngọc trống đen. Idol ngọc trống đen chúng ta có thể thấy được đó là đệ tử cũng một set 7 sao luôn. 42. À để mình xem được coi. Con đệ 4.2 HP. Vâng, con đệ của idol ngọc trống đen cũng 4.2 HP anh em ạ. Một set 3500. Quá đỉnh. Quá đỉnh, thật sự là quá đỉnh luôn. Thật sự là bất ngờ, thật sự là bất ngờ. Học giỏi, ác VIP. Mà đéo biết nói gì nữa luôn anh em ạ. Và bên sư phụ thì cũng một set 7 sao. Như vậy là ạc này cũng 2 set 7 sao. Ạc idol ngọc rồng đen. Mẹ nè. Sao thế nhở? Hồi xưa mình học ngu mà ạc cũng cùi nữa. Thằng này ắt hẳn cũng là rich kid đấy. Mẹ nè. Ngọc rồng không ngờ được. Nhiều rich kid vãi. Ở đây chính là boy nhà nghèo. Boy nhà nghèo thì mọi người có thể thấy được rằng là một set. Vâng, như vậy là cái quần chỉ 25 HP thôi. Đang trên đường đầu tư 171k cũng rất là xịn sò. Chắc đang suy nghĩ có nên đầu tư tiếp hay không. Và 4 món còn lại là 7 sao. Đồ rất đẹp, 4 món còn lại 7 sao. Đệ chỉ 3.8 HP thôi. Quần này mà 7 sao nó quá đẹp luôn rồi. Ạc này là boy nhà nghèo, cũng là một trong những cái ạc mà khá là xịn sò. Vâng, như vậy là có một cái áo giáp 12-100. Một set giáp 6 sao, set này mình nhớ là của thần mèo, chắc nó mua lại á. Quần hủy diệt 185k 3500. Rất là ngầu, và ở dưới đây cũng có một set HP sơ sơ 5 sao. Trong rương để mình xem được cái có gì nữa không. Vâng, như vậy là ạc này là set giáp 4 món 6 sao, quần 3500 HP. Cũng chơi theo kiểu set giáp, dạo này hình như đa số là những bạn nào VIP cũng chơi theo kiểu set giáp. Vâng, đó là ba ạc. Riêng về ạc boy nhà nghèo này cũng chưa được full hết, nhưng mà cũng rất là VIP rồi, 4 món 7 sao. Quần ở sư phụ cũng 7 sao, set giáp 6 sao. Thật sự là có lời khen. Đặc biệt là 9.8 toán. Đây chính là bạc tại server 2. Thực sự ở server 2 là một trong những server mình chơi từ xưa đến giờ luôn. Nhưng mà khi nhìn thấy bạc này là thực sự mình cũng khiếp sợ, rất VIP. Rất VIP. Và chúng ta tới với lại combo ạc xe 4 tiếp theo của Đào Hải Linh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thi toán 9.8 thôi. 9 chào mọi người, mình là Coi. Mình là bạn cái thằng mà thi toán 9.8 á. Không, anh quen trên Facebook nhá. Từ nay cứ trở đi phải gọi mình là anh của cái thằng Đại học Quốc gia Hà Nội có toán 9.8 nhá. Từ nay cứ gọi mình là thế, đừng có gọi mình là Coi Ốc Tiêu nữa. Cái tên nó xưa rồi. Mà sao em người ta, em út nhà người ta học giỏi nhỉ? Em út nhà mình. Thôi đừng có nhắc tới, thêm buồn bã ra anh ạ. Thôi chúng ta tới với lại xe 4. Thì nhìn sơ qua 4 ạc này, chắc nhìn 4 ID này chắc anh em cũng khiếp đen rồi. Không những học giỏi mà còn VIP nữa. Hội tụ đủ hai yếu tố này mà đéo có người yêu nữa thì thôi vỡ mồm. Thật sự Nghiện. Mà biết nói gì. Đầu tiên đó là Jokita. Thanh niên này chơi một lúc 2 server, xe 4 với server 2. Jokita thì 2 xe nắp ban thôi. Ở sương sương nói cho nghe nở lỗ mũi ra. À nè, 2 set nắp pan sướng sướng, set 6 sao, 5 sao, 6 sao đổ. 6 sao, 6 sao đổ, 7 sao đổ ha. Đó, mặc dù là set nắp pan 7 sao vẫn bị virus cắn chết anh em ạ. Vẫn bị virus cắn chết. Đó, rồi set nắp pan sướng sướng đổ, sướng sướng thôi anh em ạ. Đây chính là cái ạc đầu tiên, mình khi nào sở hữu trong tay đó nhiều học VIP hết. Đàn em mình đây, thi toán 9.8, bọn mày được chưa? Nó thật, bọn mày chỉ có, nếu như mà bọn mày lập được kỷ lục á thì chỉ có 0.8 thôi. Chứ đéo bây giờ có chuyện 9.8 đâu. Lập kỷ lục người ta lập là ở 9.8, 9.5, 10. Mình lập kỷ lục là 0.8.
lần đầu tiên được 0.8 toán, rồi lần đầu tiên được 1 điểm toán. Mọi bữa là khoanh lụi là được 1.25, hôm nay khoanh lụi sao được 0.8, kỷ lục mới. Vâng, đó chính là Zokita. À, con nạc đầu tiên 2 snap 3 nhé, xe 4 nhá. Nó là 3 xe 2, 4 xe 4. Ak VIP 3 thì chắc không còn xa lạ gì nữa. Ồ, sao lại mang quần cùi thế nhở? Quần Napan đâu nhở? Quần Napan đâu ta? Có quần Napan nha, đây quần Napan 7 sao đây. Radar Napan 7 sao đây mang vào. Vâng, Ak này là 2 set 7 sao Ak VIP mà này. Ak này chắc anh em biết rồi. 2 set 7 sao Napan cũng là một trong những Ak mà VIP nhất nhì xe 4 rồi. Full 2 set 7 sao rồi. Ak này nói chung là HP của nó cũng bao đỉnh luôn anh em ạ. Cực kỳ là đỉnh luôn nhá. Đệ 5.9 HP. Và sư phụ thì chắc là cũng không hề thua kém cạnh gì, 28 triệu HP tổng nhá. Cái này chắc chưa có ngọc rồng đen, mới lại chưa kích hết toàn bộ lên. Nếu kích hết toàn bộ lên mình nghĩ là chắc tầm 3 mấy triệu HP ấy. Ghê lắm anh em ạ. 2 set Napan 7 sao cơ mà. Cho anh em ngắm lại 2 set Napan 7 sao mát của game Ngọc Rồng Online, và cũng như là tiêu chí của anh em xây ra là mát hết 2 set 7 sao nhá. Thằng này đa số là mát hết anh em ạ. Đó là Ak VIP mà nhá. Ak thứ hai, và đây chính là con Ak thứ ba mà V giật gâu. Ak V giật gâu này chắc đợt trước là mình có chơi rồi. Thằng này nó sao bây giờ chơi sao giờ cũng vào tay nó. Má đúng là nhiều tiền, đẳng cấp, nhà giàu, học giỏi, má nó hội tụ đủ tất cả các yếu tố luôn. Hội tụ đủ tất cả các yếu tố luôn anh em. Đéo còn gì để bàn cãi nữa rồi. Đéo còn gì để bàn cãi nữa rồi. À, bây giờ phải chắc phải làm một cái vương miện idol Ngọc Rồng cho thằng này, trao tạm cho thằng này, tại chưa có thằng giỏi hơn. Mà quá giỏi luôn, thật sự là quá giỏi luôn anh em ạ. Đào Hải Linh 2K2, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, đây là cuối cùng xây ra 0808. Lại 2 xe Napan, nói chung là xe 4 của nó là 4 ạc 2 xe Napan toàn bộ luôn á. Nó chơi cả đó đó. Ờ, thì 4 ạc này mình cho là mỗi ạc 10 triệu là 40 triệu. 3 ạc tại xe 2, 3 ạc tại xe 2 không phải xe Napan. Nhưng 3 ạc nó rất VIP, mỗi ạc tầm 15 triệu, 3 ạc 45 triệu thì combo của nó tầm khoảng 100 triệu chắc ăn nhá. 100 triệu là chắc ăn. Combo của nó là 4 ạc xe 4 với lại 3 ạc xe 2, 100 triệu chắc ăn. Nhà giàu, học giỏi, có điều kiện, rich kid. Không còn gì để chê nữa rồi. Mình vẫn đang suy nghĩ rằng 9.8 toán mà nó nói thật. Chứ bây giờ mà nó nói điêu thì được cái gì đâu. Bây giờ nó lên sóng, nó nói điêu thì được cái gì đâu. Thật đấy anh em ạ, à, có giấy tờ đồng hoàng. Học sinh giỏi, đứng thứ 3 toàn tỉnh. Toán nhá, nói về môn toán thôi. Còn tiếng Anh thì mày thua tao một ruột. Tiếng Anh nó có 5.2 thôi. Hồi xưa mình cũng 4 chấm mấy mà mình sủa tiếng Anh kinh lắm anh em. How many people are in your family? Are you okay? I'm fine, thank you, and you fine, thành. Chừng nào kêu nó chỉ cho mình môn toán thì mình chỉ nó lại tiếng Anh. Để tí nữa lên trên mạng học vài câu tiếng Anh. Có gì sủa với nó. Nó ngu toán, nó ngu anh mà. Không, nói nó như vậy thôi. Có thể là thi tà, học tài thi phận. Biết đâu 9.8 toán là do nó nhìn bài người ta sao. Có khi nào nó nhìn bài thằng 10 điểm mà được 9.8 ta? Chắc không đâu nhỉ. Hy vọng là không. Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip này. Lại là một tấm gương chăm ngoan học giỏi. Những admin mà xem clip này chắc đang hãnh diện lắm. Ui giời ơi, game Ngọc Rồng của tao có người học giỏi cấp 3 toàn tỉnh vào chơi đấy. Chúng mày có không? Game chúng mày có không? Đố mấy thằng mà game kiểu Free Fire đồ Liên Quân đồ làm được mấy clip như thế này. Có tuổi 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 này này.